Giá sầu riêng chỗ không thể rẻ hơn, nơi cao ngất ngưỡng. Nhiều vùng trồng sầu riêng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thời tiết. Hạn mặn kéo dài khiến chất lượng giảm sút, dẫn tới giá sầu riêng bán dường như không thể rẻ hơn, tuy nhiên ở nơi khác, giá bán lại cao cấp nhiều lần. Nơi giá sầu riêng chạm đáy, do ảnh hưởng của hạn mặn kéo dài, nhiều diện tích sầu riêng ở huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre bị thiếu nước tưới trầm trọng. Chất lượng trái không đạt, cơm không vàng đã kéo theo giá sầu riêng giảm sâu xuống mức thấp chưa từng có trước đây. Sầu riêng đang trong thời điểm thu hoạch và cây còn lá đầy đủ, thương lái mua với giá 30.000-35.000 đồng trên kg. Nhưng với những trái sầu riêng trên cây đã rụng hết lá, thì chỉ có giá từ 7.000-10.000 đồng trên kg, thậm chí có loại chỉ được thương lái trả giá 3.000-5.000 đồng trên kg. Tại xã Tân Phú địa phương có diện tích trồng sầu riêng lớn của huyện Châu Thành, các vườn sầu riêng đa phần sơ sát, cây trụi lá, khô cành, có cây chỉ còn trái mà không có lá, có cây đã chết. Theo khảo sát của Ủy ban Nhân dân xã Tân Phú, do ảnh hưởng hạn, mặn, khoảng 60% diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng, và 20% diện tích sầu riêng bị thiệt hại hoàn toàn, không có khả năng khôi phục. Có tới 80% sản lượng sầu riêng tại đây, chỉ bán được với giá dưới 10.000 đồng trên kg, nơi giá cao ngất ngưỡng. Trong khi đó, tại Hà Nội, thị trường sầu riêng khá trái ngược mặt hàng này đang được bán với giá cao tại các chợ dân sinh, siêu thị, cửa hàng hoa quả ba miền hoặc các trang bán hoa quả online, dao động từ 100.000-200.000 đồng trên kg tùy loại. Loại xấu nhất cũng có giá 40.000-50.000 đồng trên kg. Để giảm chi phí vận chuyển, nhiều cửa hàng ở Hà Nội và các tỉnh lân cận sẽ lấy hàng ở đầu mối sỉ tại Hà Nội. Nếu lấy khoảng 1 tấn có giá sỉ 60.000 đồng trên kg, còn lấy trên 2 tấn giá sỉ là 40.000 đồng trên kg. Còn nếu bán lẻ số lượng nhỏ thì không có giá này. Một người bán sầu riêng online ở Hà Nội chia sẻ. Chị Quỳnh một người tiêu dùng chọn đang chọn mua hoa quả tại chợ nói. Chịu tôi xem nhiều tin tức và đọc nhiều báo. Luôn thấy rằng giá sầu riêng và nhiều loại hoa quả khác giá rất rẻ ở những nơi trồng. Nhưng khi được ra Hà Nội nó lại đội lên nhiều lần. Muốn ủng hộ nông dân cũng khó vì giá quá cao, không thể mua nhiều được. Việc giá hoa quả được đẩy lên cao không chỉ cho việc ủng ứ xuất khẩu sang Trung Quốc, mà còn do thiếu chuỗi liên kết thực sự nông dân muốn bán nông sản thì nhưng chỉ có thể bán nhỏ lẻ do thiếu doanh nghiệp thu mua doanh nghiệp thì không biết nông sản ở đâu để giải cứu vậy là xảy ra tình trạng hàng hóa khó tiêu thụ ngay ở trong nước mà giá trị cũng giảm sút đi rất nhiều phó cục trưởng cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn bộ nn và ptn nguyễn văn trung nói để tăng cường liên kết gia tăng giá trị cho nông sản các địa phương cần tăng cường tuyên truyền để thay đổi thói quen của người sản xuất gắn với thị trường và tiêu chuẩn chất lượng một bên cạnh đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại đưa các nhà phân phối tiếp cận vùng sản xuất hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm theo bộ NN và PTN, để có thể tổ chức sản xuất theo chuỗi lấy thị trường làm định hướng sản xuất chế biến bộ sẽ tiếp tục thử diện các giải pháp đột phá nhằm phát triển sản xuất theo chuỗi tập trung xây dựng môi trường thể chế lành mạnh trong đó, ưu tiên phát triển công nghệ thông tin công nghệ 4.0 để số hóa toàn bộ quá trình liên kết tăng cường công tác truyền thông một tập trung tuyên truyền và nhân rộng các mô hình tốt, liên kết hiệu quả, bền vững, thực hiện dồn điền đổi thửa, phát triển thị trường đất đai để hỗ trợ sản xuất nông nghiệp khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai trong điều kiện nguồn lực này ngày càng thu hẹp